Thưa quý vị, sau chuyến khảo sát hơn 40 ngôi chùa tại 10 tỉnh thành miền Bắc từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 12 vừa hoàn thành viên mãn, vào chiều ngày 25 tháng 12, Phái đoàn Ban Văn hóa Trung ương do Hòa Thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương đã đến Chùa Minh Đạo, Đỉnh Lễ và Khánh Tuế, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại đây, Hòa thượng Thích Thọ Lạc đại diện cho Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Khánh Chúc Hòa thượng Thích Thiện Nhân vừa được Đại hội Chính tái suy cử, Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là niềm vui chung của tăng ni Phật tử cả nước. Hòa thượng Thích Thọ Lạc nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho Đức Hòa thượng Chủ tịch thân tâm thường an lạc, thọ mạng được niêm trường, mãi là bóng cây đại thọ cho tăng ni Phật tử cả nước nương theo tu học. Đáp lời, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự tán thán sự thành công của Ban văn hóa Trung ương sau Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 9 thành công rực rỡ, trong đó có phần đóng góp rất lớn về mặt triển lãm và văn nghệ. Nổi bật nhất trong buổi lễ là việc giới thiệu trụ kinh chuyển Pháp luôn tại trung tâm của hội nghị, cũng như quá trình hoạt động trong suốt thời gian 5 năm qua. Với bốn đề án đảm đặt ra là ngôn ngữ, pháp phục, kiến trúc và di sản đã được hai phần Phần kế tiếp sẽ được tiếp tục trong nhiệm kỳ chính 2022-2027. Sau đại hội, dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Thọ Lạc, trưởng ban văn hóa trung ương, phái đoàn đã đi khảo sát về mặt kiến trúc văn hóa di sản Phật giáo ở ba miền Bắc, Trung, Nam đã thành công tốt đẹp, làm tiền đề cho sự hoạt động của ban văn hóa trong nhiệm kỳ chính này. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự nhấn mạnh, văn hóa còn là dân tộc còn, vậy nên Phật pháp và dân tộc Việt Nam sẽ còn mãi mãi với không gian và thời gian qua nền kiến trúc và nếp sống văn hóa của người con Phật dành dân tộc Việt Nam. Nhân ngày cuối năm dương lịch 2022 chuẩn bị đón mừng xuân quý mão 2023, hòa thượng thích thiện nhân chúc quý tôn đức phái đoàn ban văn hóa Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiều sức khỏe, thuận duyên để hoàn thành tốt những Phật sự sắp tới.